xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất liên quan đến vụ án của tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan. đến nay bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can, trong đó có cả các lãnh đạo, đại biểu quốc hội đã từng chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. tuy nhiên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành vừa bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. trước đó ông lê duy thành đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa bị khởi tố, bắt giam. Theo đó, vào chiều ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ, quy định tài khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Việc bắt ông Lê Duy Thành là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16, quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Được biết, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc sinh năm 1969, quê quán xã Vũ Si, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ học vấn, tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 100% 47 trên 47 phiếu bầu đồng ý. Tháng 10 2020, ông Lê Duy Thành tái đắc cử Phó Bí thư tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 8 tháng 7 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, từ tháng 6 2016 đến tháng 7 2020, ông là phó chủ tịch ủy ban nhân dân, rồi là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10 2015, Ông Lê Duy Thành là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy khóa 16, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 12 2013 đến tháng 10 2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 15 từ 2014. Trước tháng 12 2013, ông Lê Duy Thành từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian gần đây, trong phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tháng 2 năm 2024, ông Lê Duy Thành yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện theo thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã liên tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch, bố trí giao đất dịch vụ, tập trung giải quyết vi phạm thuộc vi phạm địa giới hành chính của địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến trong quý 1 tỉnh sẽ đạt và vượt mục tiêu thu hút đầu tư cả năm 2024. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp ngành tập trung triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc phát triển kinh tế xã hội 2024. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ chương trình công tác, chương trình làm việc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng giải ngân vốn đầu tư công, thao dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Cho thấy trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý nghiêm vi phạm đất đai. Vào hồi cuối năm 2013, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, ông Lê Duy Thành có 19 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40,43%, 2 phiếu tín nhiệm, chiếm 4,26%, 25 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 53,19%, là người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất và phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, ông cũng là trường hợp duy nhất trong tỉnh nhận quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp. Đến nay, ông Lê Duy Thành cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Bản thân ông Thành cũng đã từng nói không bao giờ nghĩ kết quả như vậy. Bộ công an kêu gọi đối tượng liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, các đơn vị liên quan, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án khẩn trương đầu thú, tố xác tội phạm và khắc phục hậu quả để nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật. Các bị can bị khởi tố có hành vi giả mạo, khai man, đề ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước, vi phạm vào khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Mở rộng vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, sáng ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 9 bị can. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh này trong vụ án còn có ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can nói trên Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị, vào chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua, chín cán bộ lãnh đạo trung ương bị khởi tố về tội nhận hối lộ do có liên quan đến các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Ngay khi thông tin này được đăng tải đã gây nên nhiều ý kiến xôn xao trong dư luận. Đáng chú ý, một trong những bị cáo có bà Hoàng Thị Thúy Lan, đang giữ chức vụ đại biểu quốc hội từ một giáo viên nghèo trở thành bí thư tỉnh ủy. Vậy nhưng bà Lan đã bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra vụ án. Trước đó, từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ 50 phút chiều ngày 8 tháng 3, rất đông các lực lượng, trong đó có cả cảnh sát giao thông, đã lập rào chắn tạm phong tỏa khu vực phố Chiền, nơi có nhà riêng của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng lập rào chắn hạn chế đi vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vĩnh Yên, nơi có nhà riêng của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân nhận được thông báo di chuyển theo hướng đường khác vì nơi đây đang có cơ quan chức năng thực thi công vụ. Nhiều cảnh sát giao thông ứng trực để hướng dẫn phương tiện qua lại. Đến hơn 15 giờ, lực lượng công an đã dỡ bỏ rào chắn ở phố Chiền và đường Phạm Hồng Thái hoạt động giao thông tại đây trở lại bình thường. Tối cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8 tháng 3, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 trên quy đề CSKT P7 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Đảng nhà nước, ngày 7 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định. Được biết, quyết định trên được thực hiện khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Được biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966, quê quán tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, Bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, rồi Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, bà Lan trở thành bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006 là bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009 là chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2010 là chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2012 là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, bà Lan được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, khóa 15, nhiệm kỳ 2010 đến 2015 kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, họp kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử bí thư tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, Bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Trong thời gian bà Hoàng Thị Thúy Lan, giữ chức bí thư tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, con gái bà Lan là Trần Huyền Trang sinh năm 1990, được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang 31 tuổi trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013. Đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư rồi giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với bà Trần Huyền Trang, con gái bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Trước khi bà Hoàng Thị Lan bị tạm đình chỉ chức vụ khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ, cũng đã có nhiều cán bộ trung ương bị cách chức khởi tố. Tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội khóa 13 tới nay, đã có 6 trường hợp Từng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng vững lào lý, hàng loạt những vụ việc tương tự xảy ra khiến người dân không khỏi lo lắng. Ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từng là cái tên được người dân yêu quý tin tưởng. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 6 năm 2002, tại hội nghị Trung ương bất thường, ban Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, được xác định là có sai phạm liên quan việc nghiên cứu, chuyển giao, cấp phép, hiệp thương giá và mua sắm kích xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, diễn ra từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 tới khi cơ quan chức năng phát hiện. Một ngày sau, chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, ông Chu Ngọc Anh bị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án nêu trên. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh lệnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Với ông Chu Ngọc Anh, ngày 6 tháng 6 năm 2022, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi đảng tại Hội nghị Trung ương Bất Thường do sai phạm trong vụ kích xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, ông Long đã bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế. Chiều cùng ngày, ông Long cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hàng, trong cùng vụ án tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ông Nguyễn Thanh Long được xác định can thiệp tác động hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình từ cấp phép, hiệp thương giá cho tới ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó ông Long đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2021, năm tháng sau Đại hội 13 tại Hội nghị Trung ương 3, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bị Trung ương Đảng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng cả 3 nhiệm kỳ: 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025. Sau đó ông Nam bị kỷ luật xử lý hình sự. Ông Nam được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, vốn tài sản của Đảng, nhà nước tại Tổng công ty 3 tháng 2, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản ngân sách của Đảng, nhà nước và nhiều cán bộ đảng viên của tỉnh, vi phạm kỷ luật Đảng bị khởi tố hình sự tới ngày 27 tháng 7 năm 2021, ông Nam bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Ngày 30 tháng 8 năm 2022, ông Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo khác trong vụ án được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, Trần Văn Nam chấp nhận mức án đã tuyên không kháng cáo. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2022, ông Phạm Xuân Thăng bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 3 tháng 10 năm 2022, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, Trung ương Đảng quyết định khai trừ đảng đối với ông Thăng do sai phạm liên quan vụ án nêu trên. Ông Thăng được xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là người đứng đầu tỉnh ủy để chỉ đạo can thiệp giúp đỡ công ty Việt Á, xuyên suốt từ việc được vào tỉnh Hải Dương phối hợp xét nghiệm, mở rộng phạm vi để tiêu thụ kit test, thanh toán tiền trái quy định. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty thương mại vận tải và du lịch, xuyên Việt, OI và một số cơ quan liên quan. Đầu tháng 10 năm 2023, ông Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Vi phạm của ông Thọ bị đánh giá mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu, bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, mở rộng điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tháng 1 năm 2024. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, lúc đó đang là Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại khoảng 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Vào cuối tháng 1 năm 2024, tại hội nghị trung ương bất thường, ông Trần Đức Quận đã bị ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Hàng loạt những quan chức cán bộ trung ương và phải vòng lao lý về tội danh nhận hối lộ gây hồng bằng dư luận. Muốn xã hội phát triển, việc chống tham nhũng là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Liệu rằng trong thời gian tới, những cán bộ vi phạm mới đây sẽ bị xử lý ra sao? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo